Nói ít để sống khôn ngoan hơn. Người khôn ngoan nói ít, đường dài đừng vội vàng mà vấp ngã đau. Cuộc sống không cần đi quá nhanh, đi được bao xa mới là quan trọng. Kính thưa quý vị, các cụ nhà mình hay nói, cái miệng hại cái thân, thần chẳng sai. Nếu bạn thuộc tiếp người hay nói, bạn dễ có khả năng tự đem thí cơ hội nghỉ nghiệp và hủy hoại các mối quan hệ của mình qua những gì bạn nói, mà ngay cả tính bạn ít nói đi nữa, điều đó vẫn có thể xảy ra. Sự yên lặng và thấu hiểu còn quan trọng hơn vạn lời nói. Luôn hối hả, vội vã, nhiều khi cũng chẳng thể đi nhanh hơn. Cứ bình thản, chậm mà chắc, ắt hẳn cái cách có hậu cũng sẽ tới với bạn mà thôi. 1. Người khôn ngoan không nói nhiều, sự thấu hiểu mới là quan trọng. Có một số người mà khi bạn nói càng nhiều, họ sẽ càng cảm thấy bạn phiền phức. Trong khi một số người khác, dù bạn có không nói gì, thì họ vẫn có thể thấu hiểu được cảm xúc và tình trạng mà bạn đang gặp phải. Bạn không cần phải nói quá nhiều, bởi khi đối phương có thể lắng nghe và thấu hiểu, dù bạn không nói gì thì họ vẫn hiểu. Còn với những người không hiểu, bạn có nói đến mức nào thì cũng vô dụng. Trong lòng mỗi người đều có rất nhiều điều muốn tìm một người để chia sẻ, nhưng rất khó để tìm được một người có thể lắng nghe thực sự. Theo thời gian, chúng ta sẽ học được cách nói chuyện với chính mình, học cách im lặng và giải quyết các vấn đề của chính mình thay vì than thở. Có lẽ sẽ có lúc bạn nhận thấy trái tim quá nặng nề, quá khó nắm bắt, vì vậy mà người khác không hiểu được những gì bạn muốn nói. Đừng nghĩ quá nhiều nữa, hãy sống với những điều đơn giản và nói đơn giản nhất có thể. Hóa ra có rất nhiều lần chúng ta đang lãng phí nước bọt. Tất cả chúng ta đều muốn thuyết phục người khác, để rồi sau đó nhận thấy rằng cả hai bên đều không hiểu nhau. Càng cố nói, chúng ta sẽ càng đẩy câu chuyện đi xa hơn mục đích ban đầu. Thay vào đó, tại sao không cho nhau một chút thời gian và không gian và sự tôn trọng lẫn nhau? 2. Đường dài, hãy cứ đi chậm mà chắc. Khi nhìn thấy những người bạn học cùng mình vượt lên và tiến về phía trước với nhiều thành tích, bạn sẽ không tránh khỏi cảm giác không muốn bị bỏ lại phía sau và vội vàng muốn đuổi theo. Nhưng càng chạy, bạn sẽ càng nhận ra mình không thể tiến lên phía trước và thậm chí đôi khi còn chọn sai phương hướng. Con đường đến với thành công không phải là cứ đi nhanh, đi xa mới tốt. Cách bạn đi bước chậm rãi mà vững chắc và tràn đầy niềm vui mới là điều quan trọng hơn. Nếu bạn đi sai hướng, ngay cả khi đi nhanh hơn, xa hơn, cuối cùng bạn sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Có thể bạn phải quay lại lần nữa, hoặc tồi tệ hơn là bạn không có cơ hội quay lại. Nhiều khi đi chậm lại cũng không sao. Đừng sợ, cũng đừng vội. Bạn hoàn toàn có thể vượt qua những người chạy trước bạn, miễn là bạn không bỏ cuộc. Tại sao có quá nhiều thất bại và đau khổ trong cuộc sống? Đó là để nhắc nhở bạn đừng đi quá nhanh, rất dễ bị ngã. Con đường đến với cuộc sống không phải là sự hứng khởi lúc ban đầu, mà là động lực và cảm giác hạnh phúc trên suốt chặng đường. Nếu là một người sâu sắc, hãy nói ít đi. Bạn hãy dành thời gian quý báu đó cho những người thực sự lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng bạn. Cũng như thế, hãy bước đi một cách bình thản và tận hưởng hạnh phúc trên con đường đời của riêng mình. Đừng làm bản thân trở nên quá phức tạp, quá lo lắng. Hãy học cách sống với một trái tim bình tĩnh và rộng mở. Trên đường đời có rất nhiều điều đẹp đẽ đáng để chúng ta trân trọng và thấu hiểu. Quá bất hạnh nếu phải thận trọng với con điều này. Kính thưa quý vị, con lớn lên, nhiều kiến thức hơn, dần thiếu kiên nhẫn và xem thường cha mẹ, khiến họ trở thành một con nhím thận trọng. Một độc giả gửi tới mục chia sẻ của Sina câu chuyện của mình. Tôi mua cho mẹ một chiếc điện thoại thông minh. Mẹ nhờ tôi dạy cách sử dụng. Tôi đã chỉ cho bà cách tải các ứng dụng, sau đó bật máy tính lên, chuẩn bị làm việc. Thế rồi mẹ vào, bà lại hỏi về một phần mềm mới. Lát sau,
khi tôi đang xoay sở với đống việc, bà ở bếp than thở vọng ra rằng bà không thể dùng được chiếc máy mới. Dòng ý tưởng công việc bị cắt ngang khiến tôi bực dọc. Bà chạy vào bếp và gắt lên với mẹ. Bà ngước lên nhìn tôi khổ sở. Hay là thôi, mẹ vẫn dùng điện thoại cũ. Tùy mẹ muốn thế nào cũng được. Tôi sốt ruột bước ra ngoài, để mẹ một mình với cái điện thoại đời mới. Đêm khuya hôm ấy, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của mẹ. Con à, mẹ đã già, mẹ quên nhanh điều người khác nói. Mẹ cũng không nhớ cả điều mẹ đã nói. Lúc nấu cơm, có khi mẹ quên cả cắm phích. Con có thể kiên nhẫn hơn với mẹ không? Những dòng mẹ viết làm mắt tôi ướt nhòe. Tôi biết mẹ không dám nói chuyện trực tiếp với tôi, nên đã nhắn tin. Tôi dằn vặt mình, giá có thể kiên nhẫn hơn một chút nữa. Những ngày sau đó, mẹ không hỏi tôi về điện thoại nữa. Tự bà đã mẩy mò tìm hiểu cách cài ứng dụng. Độc giả bày tỏ, anh biết mẹ anh đã tổn thương. Anh chia sẻ, điều đáng buồn nhất không phải là thái độ của tôi, mà là thông điệp tôi đã truyền tải qua thái độ đó. Nó nhắn nhủ với mẹ lại rằng mẹ đã già rồi và đang dần trở nên vô dụng. Giờ đây, khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy day dứt vì đã để lại những vết sẹo trong lòng đấng sinh thành. Nỗi buồn lớn nhất của cha mẹ khi họ già chính là buộc phải trở nên thận trọng hơn với con mình. Thuở ấu thơ, trong mắt trẻ, mẹ cha là người biết mọi thứ, mạnh hơn tất cả. Cha mẹ là hai ngọn núi che chở, mang lại bình yên cho đứa con. Nhưng có một ngày, những ngọn núi ấy không còn sừng sững nữa. Đó là khi bố mẹ về già, họ có nhiều điều không dám hỏi, không dám đề cập với con. Lý do đơn giản, tuổi tác khiến cho họ dễ tổn thương hơn. Đó còn là vì con cái dần thay đổi, trở nên thiếu kiên nhẫn, nhiều kiến thức hơn và dần xem thường người cha, mẹ. Điều đó biến cha mẹ thành một con nhím thận trọng. Bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc Gia Đình Hạnh Phúc từng lấy đi nước mắt của nhiều người vì những thông điệp mà nó mang lại. Nội dung phim xoay quanh một thanh niên giỏi giang là bác sĩ của một viện lớn. Tuy nhiên, anh không thăng tiến được vì nhiều đồng nghiệp khác có gia đình bề thế, địa vị hơn. Một ngày, trong nỗi thất vọng vì mất đi vị trí tiềm năng, anh về nhà trách cứ bố mình. Bố mỗi ngày cứ hỏi con có đói không. Bố chỉ lo được cho con chuyện đói no, không thể làm cho con được sự nghiệp. Lời phàn nàn của đứa con là người bố trống rỗng, đau khổ. Ông nói là bố sai rồi, là bố không có khả năng đem lại cho con những điều tốt đẹp hơn. Sự đồng hành của cha mẹ trong mọi giai đoạn cuộc đời của con giống như một bức tường ngăn cản giữa con và thần chết. Bất kể là lên 3, lên 5 hay 40, 60, bạn luôn cảm thấy cái chết ở rất xa chúng ta khi cha mẹ còn ở bên. Tuy nhiên, khi đấng sinh thành về với cát bụi, những cảm xúc sẽ hoàn toàn thay đổi. Người con cảm thấy mình đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Thấu hiểu rõ nỗi đau mất mát bởi sự mong manh của đời sống, họ trở nên già dặn hơn, cô độc hơn và yếu đuối hơn khi thiếu đi chỗ dựa quan trọng. Đó là lúc con cái hiểu được giá trị trọn vẹn của cha mẹ mình. Để tránh làm bố mẹ tổn thương, con đừng làm những điều như sau. Đổ lỗi cho sự bất tài của cha mẹ. Bạn có thể trách bố mẹ không có khả năng đem lại điều bạn muốn, nhưng đừng quên rằng họ đã trao cho bạn khả năng. Việc bạn đạt được điều bạn muốn hay không, một phần lớn phụ thuộc vào năng lực của chính mình. Phàn nàn về những phàn nàn của cha mẹ. Lời phàn nàn có thể khiến bạn bực dọc, nhưng họ làm vậy vì thực lòng yêu thương và mong muốn bạn tốt đẹp hơn. Cau có về sự chậm trễ của cha mẹ. Khi còn nhỏ, chúng ta dựa vào cha mẹ để bước đi. Giờ đây bố mẹ đã già, phải dựa vào con cái để di chuyển. Mỗi khi họ chậm chạp, lề mề, hãy nhớ về thuở ban sơ của mình. Bạn cũng không khác gì như vậy. Ghét bỏ khi bố mẹ ốm. Sinh lão bệnh tử, con người không ai thoát khỏi quy luật tự nhiên ấy. Khi cha mẹ còn trẻ, họ chăm sóc bạn từng tí, bên bạn khi bạn ốm. Lúc họ về già, đây là lúc quay lại vòng tuần hoàn ấy.